Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng dự hội nghị quân chính quân đoàn 3. Sáng ngày 19 tháng 11, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị quân chính năm 2024. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lãnh đạo các cơ quan đơn vị Quân đoàn 3. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2024, Đảng ủy Bộ Tư lệnh và cấp ủy chỉ huy các cấp trong Quân đoàn 3 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh chỉ đạo đơn vị triển khai đồng bộ quyết liệt toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu, kiện toàn bổ sung đầy đủ lực lượng, trang bị kỹ thuật, phương tiện, luyện tập thuần thục các phương án, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị trên địa bàn nắm xử lý tốt các tình huống. Công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo được triển khai toàn diện, chặt chẽ, có nhiều điểm mới và đạt kết quả tốt. Toàn quân đoàn đã tổ chức 210 lớp tập huấn với hơn 97% cán bộ tham gia, còn 353 sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện. Kết quả huấn luyện các đối tượng 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có hơn 82% khá giỏi, hoàn thành tốt các cuộc diễn tập với yêu cầu cao, hiệp đồng quân, binh chủng, thao trường mới, sát tình huống chiến đấu. Chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị không ngừng được nâng lên, tiếp tục thực hiện tốt mô hình tổ chức đảng 4 tốt, tiến hành đồng bộ có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác hậu cần, kỹ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần để quân đoàn hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đã ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích của quân đoàn 3. Trước yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị tinh, gọn, mạnh, đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Quân đoàn 3 quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, nắm và tham mưu đề xuất với Bộ Quốc phòng, xử lý tốt các tình huống trên địa bàn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục đào tạo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đột phá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Quan tâm chăm lo tốt đời sống của cán bộ chiến sĩ và hậu phương quân đội, tổ chức đại hội đảng các cấp chặt chẽ, trang trọng, triển khai toàn diện công tác hậu cần, kỹ thuật và các phong trào, các cuộc vận động. Tại hội nghị, Quân đoàn 3 đã trao các danh hiệu thi đua bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024. Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, thì Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 cũng mới đây chỉ đạo Sư đoàn 10 và các đơn vị tổ chức diễn tập bắn đạn thật với đề mục Trung đoàn Bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường không, Trung đoàn 66 và các đơn vị của Sư đoàn 10, các đơn vị binh chủng của Quân đoàn 3 như Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 273, Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Pháo phòng không 234, Sư đoàn 372, Quân chủng phòng không không quân đã hiệp đồng chiến đấu theo các giai đoạn, nghi binh tạo thế, không quân đánh phá, cơ động lực lượng triển khai đội hình tiến công, hỏa lực chuẩn bị ngắn, xung phong đánh chiếm mục tiêu, phát triển chiến đấu đánh địch co cụm. Đồng chí Tư lệnh Quân đoàn 3 yêu cầu Sư đoàn 10 và các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác thu dọn thao trường, chỉ huy bộ đội hành quân về đơn vị an toàn tuyệt đối, làm tốt bảo quản bảo dưỡng vũ khí, trang bị và tổ chức bình xét khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chặt chẽ, chỉ đạo điều hành hoàn thành tốt công tác huấn luyện năm 2024. Trước đó, lãnh đạo Quân đoàn 3 và các đơn vị diễn tập đã đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung và đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Sáng ngày 19 tháng 11, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức hội nghị quân chính năm 2024, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân đoàn 3 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và lãnh đạo các cơ quan đơn vị Quân đoàn 3. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.